Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 11 năm 2021, Tân điều khiển xe mô tô chở vợ về thăm gia đình của vợ tại ấp Thượng Ba, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Sau đó, Tân đến nhà của anh Nguyễn Hải Đăng, gần đó uống rượu, và biết cháu NTCV, sinh năm 2009 là con của anh Đăng, muốn có điện thoại di động thông minh để học trực tuyến, nên Tân giả vờ hứa mua điện thoại cho V. Khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021, Tân đến nhà rủ V để mua điện thoại. V đồng ý, Tân chở V đến nhà trọ tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với V. Khoảng 5 giờ ngày 7 tháng 11, Tân chở V về đến nhà bạn tại xã Giang Giáo, nhậu tiếp. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, vợ Tân điện thoại cho Tân biết gia đình V đang tìm và kêu Tân chở V về. Sợ bại lộ hành vi hiếp dâm, nên Tân nảy sinh ý định giết chết V để che giấu. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Tân bị khởi tố để điều tra.